Phương phong instinct mạnh cấp 14 sắp đổ bộ, một nước khẩn cấp ứng phó. Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên năm 2024, thời tiết Hà Nội ra sao? Báo vào lúc xoáy dữ dội tấn công bang Oklahoma của Mỹ. Cảnh báo báo nhiệt đối sát tấn công Jamaica và quần đảo Cayman. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Theo tin báo mới nhất, bão Yinsing Sinh đã tăng cấp thành bão cuồng phong trên vùng biển Philippines. Cụ thể, bản tin dự báo bão của cục quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, Pagasa cho biết, vào hồi 10 giờ ngày 5 tháng 11, vị trí tâm bão Yinsing Sinh ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc, 127,1 độ kinh đông, Cách Baler, Aurora 590 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần Tâm bão 120 km/h, giật tới 150 km/h. Áp suất trung tâm 970 hPa. Gió bão lan rộng 580 km tính từ Tâm bão. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h. Nhiều khu vực ở Philippines được đặt trong cảnh báo tín hiệu gió bão nhiệt đới số 1. Những khu vực này dự kiến có gió mạnh từ 39 km/h đến 61 km/h trong ít nhất 36 giờ hoặc có mưa gián đoạn trong vòng 36 giờ. Trong tình hình đó, Pagasa thúc giục người dân ở phía bắc của nước này, những nơi đã bị ảnh hưởng bởi bão Trà Mi ở Philippines gọi là bão Christine và siêu bão Conray ở Philippines gọi là bão Leon chuẩn bị ứng phó với thiên tai vì bão Yinsing ở Philippines gọi là bão Mars có thể lại nhằm vào đây. Tuy nhiên, có một điều tình cờ khá lạ về đường đi của bão Yinsing. Nhà khí tượng học Veronica Torres của Pagasa nói đường đi của Yinsing chen vào chính giữa đường đi của Trà My và Công Ray nên người dân ở những nơi đã bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão trước cần sẵn sàng vì diên sinh có thể lại ảnh hưởng đến chính những nơi ở đó. Không chỉ đường đi mà cường độ tối đa của bão diên sinh cũng được dự báo sẽ ở khoảng giữa cường độ tối đa của hai cơn bão trước. Trước diễn biến của bão, chính quyền Philippines đã ra lệnh sơ tán, dự trữ nhu yếu phẩm và huy động lực lượng quân đội để bảo vệ an toàn cho người dân, sẵn sàng ứng phó với các tình huống nguy cấp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, ông Jimeto Teodoro cho biết, chính quyền đã nhanh chóng yêu cầu người dân ở các khu vực hẻo lánh sơ tán sớm nhằm giảm thiểu nguy cơ bị cô lập khi bão đổ bộ. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa ra cảnh báo sớm, chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm và dịch vụ cứu trợ. Lương thực và vật phẩm thiết yếu đang được dự trữ tại các kho địa phương, trong khi quân đội đã sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Ngoài ra, các đập thủy điện đang được xả nước trước để giảm nguy cơ lũ lụt do mưa lớn. Ông Teodoro chia sẻ, chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước. Hệ thống phòng chống hiện nay đã được cải thiện đáng kể. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía bắc nước ta. Dự báo không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khiến thời tiết Hà Nội và nhiều tỉnh khác chuyển lạnh và rét về đêm. Sau đó, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh. Vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Đến ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 11, cả miền Bắc và phía Bắc miền Trung trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến từ 17 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, không khí lạnh khiến thời tiết có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 23 độ C, đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, rất cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo tổng lượng mưa từ tháng 11 đến tháng 12 trên cả nước sắp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa có thể cao hơn khoảng từ 10 đến 30%. Còn theo mô hình thống kê của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, dự báo tổng lượng mưa từ tháng 11 2024 đến tháng 1 2025 có khả năng từ sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm ở Tây Bắc, Nam Trung Bộ, Nam Bộ với xác suất phổ biến từ 44 đến trên 77%. Lượng mưa thấp hơn hoặc sấp xỉ trung bình nhiều năm ở phía đông của Đông Bắc, Đông bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên với xác suất trên 44%. Ông Tuấn cho hay, tháng 11 vẫn là tháng cao điểm mưa ở khu vực Trung Bộ, đặc biệt là trên các khu vực của các tỉnh Trung Trung Bộ. Cuối tháng 11 sang đầu tháng 12, mưa có thể lan rộng sang các tỉnh Nam Trung Bộ. Ông Vũ Anh Tuấn cung cấp thông tin dự báo. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục kéo dài và kết thúc muộn hơn so với bình thường. Do ảnh hưởng của La Lina, mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến cuối tháng 11. Với các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, mùa mưa có thể kéo dài đến cuối tháng 12. Khoảng 2 giờ 15 phút sáng mùng 4 tháng 11, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà 5 tầng, rộng khoảng 100 m2 ở trong ngõ 20, phố Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Khu vực cháy là nơi để đồ của gia đình nên bén lửa nhanh và tạo nhiều khói độc. Chủ nhà Nguyễn Ngọc Hữu cho biết, vợ chồng ông đang ngủ ở tầng 4 thì nhà cháy ở tầng 1 nên đã gọi cứu hỏa. Nhớ lại vụ hỏa hoạn ở nhà mình, ông Nguyễn Ngọc Hữu, sinh năm 1948, phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và vợ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Hữu kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ngôi nhà của mình bất ngờ bốc cháy. Tôi đang ngủ say trên tầng 4 thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn và khói độc bốc lên từ tầng 1. Trong cơn hoảng loạn, ông Hữu vừa gọi điện báo lực lượng chức năng, vừa hô hoán vợ chạy lên tầng thượng để cầu cứu. Lửa mỗi lúc một lớn, kèm theo tiếng nổ và khói mù mịt bốc lên. Hai vợ chồng ông chỉ biết cầu mong lực lượng công an đến cứu giúp. Họ đều đã lớn tuổi, không biết phải làm sao. Rất may, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa và cứu người bị nạn. Ông Hữu và vợ xúc động bày tỏ lòng biết ơn với những người lính cứu hỏa. Theo thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy, Tình huống lúc bấy giờ rất khẩn cấp, thời gian cứu người chỉ được tính bằng giây. Ông cho biết, nếu không kịp thời đưa ra phương án ứng cứu, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm khi hết oxy hoặc khi đám cháy bùng phát mạnh. Thời điểm phát hiện, vợ chồng ông Hữu đều tỉnh táo, cả hai sử dụng mặt nạ chống độc và được đưa xuống phía dưới an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt sau khoảng 10 phút. Trung tá Nguyễn Minh Đức, phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 cho biết. Sự tàn phá của lửa trong các đám cháy diễn biến rất nhanh và khó lường. Điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là làm sao cứu được tính mạng và bảo vệ tài sản của người dân một cách an toàn và hiệu quả nhất. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong vụ án này, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ban dân tỉnh Bình Thuận từ năm 2010 đến năm 2015, Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Thọ, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận điều tra, Năm 1993, công ty Regent International Overseas Corp, Hồng Kông, được chính phủ đồng ý cho đầu tư dự án Ocean Dance Golf Club, tức sân Golf Phan Thiết. Chính phủ cho doanh nghiệp này thuê đất thời hạn 50 năm để làm dự án. Sau khi được cấp giấy phép, công ty cổ phần dạng đông tiếp tục đề nghị chính quyền tỉnh xin chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị tại dự án Ocean Dance Golf Club. Tháng 3 năm 2014, ông Phương ký công văn báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị xem xét cho chủ trương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị. Theo đề nghị của công ty cổ phần Dạng Đông, nhận công văn này, ông Huỳnh Văn Tý, khi đó là bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, chủ trì họp ban thường vụ rồi thống nhất đồng ý. Quá trình thực hiện dự án, các bị can để xảy ra hai sai phạm. Đầu tiên, hành vi phê duyệt giá với hơn 10 ha đất ở quy hoạch nhà cao tầng tại dự án trái quy định, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng. Sai phạm thứ hai liên quan đến việc định giá với hơn 25 ha nhà thấp tầng, gây thiệt hại 150 tỷ đồng. C01 xác định các bị can trong vụ án gây thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, các bị can đã nộp tổng cộng hơn 90 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã kê biên rất nhiều bất động sản tài sản liên quan của các bị can. Cụ thể, đối với bị can Lê Tiến Phương, cơ quan điều tra đã kê biên 5 thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 9 bất động sản liên quan đến ông Đỗ Ngọc Điệp. Đối với bị can Nguyễn Văn Thọ, kê biên 10 thửa đất và tài sản gắn liền với đất đối với bị can Nguyễn Văn Phòng, cơ quan điều tra đã kê biên hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng chưa cho giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà, đất của Công ty cổ phần dạng đông, Công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bộ Công an có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành Bình Thuận, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động đối với tài sản của 17 bị can trong vụ án và kiến nghị hội đồng xét xử yêu cầu các bị can khắc phục hậu quả, số tiền thiệt hại là hơn 308 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Cách đây ít hôm, ông Nguyễn Mạnh, 55 tuổi, trú tại huyện Lý Sơn, cùng 6 ngư dân đánh cá ở phía đông đảo Lý Sơn đã phát hiện chiếc tàu trôi giặt. Qua kiểm tra, ông Mạnh phát hiện trên tàu không có người, động cơ cùng một số vật dụng còn sót lại như giỏ nhựa và thiết bị điện bị hư hỏng. Ông Mạnh đã kéo tàu cá vô chủ về đảo Lý Sơn để trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội biên phòng Lý Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng đang kiểm tra xác minh thông tin. Qua kiểm tra tàu cá trên bằng gỗ, dài khoảng 15m, ngang khoảng 3,4m, trên tàu có bốn chữ nước ngoài, nghi là chữ Trung Quốc và có các chữ số 26056 ở hai mạn phía trước mũi tàu. Khu vực thủ phủ Oklahoma City và các vùng xung quanh là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi bão lốc cũng được ghi nhận dài rác ở các nơi khác. Tại thị trấn Châu To phía đông Oklahoma City, lốc xoáy đã san phẳng một khu phố làm đứt dây điện, đổ những cây lớn. Mưa lớn gây lũ quét ở một số khu vực. Nhà chức trách đã ghi nhận một vụ cháy do xét đánh. Hơn 99.000 ngôi nhà và doanh nghiệp ở Oklahoma đã mất điện vào lúc đỉnh điểm của mưa bão. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hơn 75% hệ thống điện đã được khôi phục. Theo Trung tâm Dự báo Bão của bang, có ít nhất 6 cơn lốc xoáy đã hoành hành tại bang này trong đêm. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp đã thông báo một số điểm trú ẩn dành cho cư dân phải di rời hoặc những ngôi nhà bị mất điện. Theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia tại Miami, Mỹ, hệ thống thời tiết trên sẽ khiến Cuba và bang Florida, Mỹ, vùng biển phía Bắc Vịnh Mexico hứng chịu mưa lớn trong tuần. Khối không khí này đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 11 km h Trong ngày 4 tháng 11, Khối khí này đã mạnh lên thành bão nhiệt đới với cường độ gia tăng ở mức ổn định. Bão nhiệt đới có sức gió tối đa là 62,8 đến 117,5 km h và tiến gần Jamaica. quần đảo Cayman vào ngày 5 và 6 tháng 11. Do đó, Trung tâm Dự báo bão quốc gia này kêu gọi người dân tại Cuba và quần đảo Florida Key theo dõi diễn biến của bão. Dự báo khu vực Tây Caribe sẽ hứng chịu lượng mưa 152mm, trong khi Jamaica và miền Nam Cuba sẽ ghi nhận lượng mưa lên tới 229mm. Đến giữa tuần, mưa lớn sẽ xuất hiện tại bang Florida và các khu vực lân cận của Đông Nam nước Mỹ. Tây Ban Nha đã ứng phó đợt lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 211 người thiệt mạng ở các khu vực phía đông, phía nam và trung tâm đất nước. Để ứng phó với hậu quả bão lũ, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ra lệnh triển khai quân đội thời bình lớn nhất của đất nước, với 10.000 binh sĩ và cảnh sát được huy động. Trong 48 giờ đầu tiên sau trận lũ lụt, ông cho biết Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng vũ trang và cảnh sát với số lượng lớn nhất từng thấy trong thời bình. Cho đến nay, các lực lượng thực hiện 4.800 cuộc giải cứu và giúp đỡ hơn 30.000 người tại nhà, trên đường và trong các khu công nghiệp bị ngập lụt. Lực lượng mất quá nhiều thời gian để tiếp cận những ngôi nhà, nhà để xe bị chặn và ngập lụt cũng như những ngôi làng bị cô lập. Phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp của Ủy ban khủng hoảng lũ lụt, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ đang huy động mọi nguồn lực có thể để giải quyết thảm kịch khủng khiếp. Trong đó, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phía đông Valencia. Thủ tướng đồng thời thừa nhận rằng phần lớn viện trợ vẫn chưa được chuyển đến và kêu gọi đoàn kết giữa các bên chấm dứt tranh cãi chính trị và hành động đổ lỗi lẫn nhau. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.